đầu sát xuống, cúi đầu sát xuống, cúi ba lần. Cúi xuống nữa, dạ. Dạ. Rồi, ngoan. Dạ. Cạp hết rồi anh mì đó không? Trời ơi, nó ăn... Cạp hết không? Nó ra thấy bên đình gà, bên đình nó làm... Cạp hết không? Không dân một cái, bên dân dân cái ăn có không tới phần nữa là bỏ. Cạp hết không? Không. Hết không? Không. Cho anh mì đi. Mới, con ăn. Mới xin được ai cho. Đẩy ra, kêu chú Tư Lùng ra đẩy xe đi chơi xuôi. Đi, kêu chú Tư Lùng đẩy xe đi. Đi. Kêu chú Tư Lùng đẩy xe đi. Tao con vô con kêu chú Tư Lùng thức dậy đi. Đi. Đi đằng đẩy xe đi. Đi đi ngã sau hay ngã trước xu? Đi ngã làm sao? Đi. Chiếc xe đây nè. Kéo ra. Kéo ra. Xe của... chiếc siêu xe của Su đây. Rồi sao? Phóng vô hay gì? Phóng vô. Rồi phóng vô ngồi đi. Lên ngồi đi. Phóng vô ngồi, phóng vô ngồi đây. Chừng té nha. Rồi phóng vô đi. Phóng vô. Chui vô. Chui vô. Chui vô được không? Chừng té. Đó, nhìn xuống chui vô nè. Tự xử luôn nè. Ừ, đó, tự nó leo, muốn leo xe là tự nó xử à. Dỡ cái đò lên. Dỡ cái đó lên rồi chui vô đó hả? Bị dướng dịch rồi Su ơi. Bị dướng dịch rồi. Dỡ chân cao cao lên. Bị dướng cái chân rồi. Đó. Diễn nhận ha. Rồi chui đầu vô hay đó. Hay quá ta. Chiếc xe này nhiêu ta? Mình nói con nên đặt chiếc vô vậy mình nói có đó. Cái thấy để thằng mua đâu cho chỉnh chiếc xe rồi. Đứa mua cho. Mua trên mạng á. Hay chứ. Tùng Lâm về đây phải mua chiếc đó nè. Tới Tùng Lâm về là thằng con số lớn rồi. Ừ, rồi đây nè, đây cái tách nó về rồi. Dễ gì chỉ cho, dễ gì cho. Chờ mấy hai đứa hay đi chơi với hai đứa đâu. Đẩy đẩy gì ai đẩy con nói đi cô ba đẩy xe cho con giờ đi đâu giờ đi đâu đi đâu xu mẹ mới cắt cái máy ngang lại đó hả phải không Su? Cắt nè, bữa đó nó chấm mí mắt rồi. Bữa nó chấm mí mắt hả Su? Phải không Su? Ăn gặm ổ bánh mì đó hết rồi. Con nè. Dạ tao có la gì đâu rồi, đi với mẹ đó. Mà mẹ đó nhạo em không được. Điệp Phúc à, sáng là khóc một trận rồi. Nó hay hai mẹ nó đi giữ khóc hả? Đâu có, mẹ đi ra rồi. Tao qua rồi, thấy nó ngủ đi ra là không có mình đỡ ơi, không có đâu ơi vậy nó đang la thì vô nằm tắt đầu nữa, cái tên nó ngủ rồi tao đi ra nữa. Là nó quay con có nó la nữa. Ngon không? Nè nó quay nó cái tay nó bước vậy nè, không có nó la làng đó. Ngon không Su? Nó giữ lại đó. Ngon không? Buông cái tay tao đi ra là. Đấy, con nhỏ nào. Ngon không? Tại đi ra giường đầu ông Tám kêu ông Tám ông Sơn đầu ông Biếu. Ông Biếu hơi bỏ quả ông cho anh chùm nhãn tới này lại gặp ông Biếu. Ông Biếu hả? Ừ. Bữa đó ông cho anh chùm nhãn. Dạ chứ con. Rồi anh chồng Thảo cho nó. Dạ bà nè. Chồng bốn con trái vậy đó. Rồi Thảo cho. Ý có đứa mang dép ngược. Có khí lại. Ý có đứa mang dép ngược. Bởi bước qua không được á. Ăn con vịt ngược. Kêu ông Tám. Ông Tám ơi coi chợ này biết không? Gì vậy? Gì nhóc cái mỏ lên nhìn nè. Xấu quá, súc răng rồi. Cái gì, súc răng sao? Hả? Đâu... Trên bông cái vô bông cái đó. Điểu chân mà. Trên đứt là hai bên rồi. Ôi, mọc răng cối rồi nè. Răng
ăn cối ở trong nữa. Có ăn cối ở trong rồi. Ôi muốn điều nguyên hàm rồi. Ừ, ta đó, đó là ta một điều hết trơn rồi mà nó chưa. Hai con chó nè. Tụt làm về một con dữ con cái một. Con chó bên đây có chưa Su? Chưa, dưới chưa có, ở trên có rồi. Ở dưới chưa, dưới còn hai con chó. Nó xấu, giống mày. Nó giống mày xấu vậy, nó giống bà nào vậy. Nó giống bà ngoại, không mà. Bà nào vậy chị My đâu Su, chị My đâu? Chị ngoại rồi. Chị ngoại rồi. Vậy đi hả? Cô về. Chị My cũng điểm cưới mà năm nữa. Mà thôi đi học đi. Tên bữa 16 rồi 18 ta đi rồi. Mơ Minh chú bà bé ơi. Su đi không? Hả? Su đi không? Tôi tới kêu mẹ con ở nhà, mẹ nó nói đi. Nghỉ làm hả? Ừ. Nghỉ hai bữa quá. Nghỉ hai ngày. Cái gì? Làm xấu gì vậy? Ủa cái này để làm gì Su? Bông bông bóng hả? Bông bóng. Hỏi ai mua hả? Ai sắm cho hả? Ai sắm đồ bông bóng cho hả? Ai mua đồ bông cho hả? Ai mua này cho con? Ai mua này cho con? Ai? Em Thím bà. Thím bà hả? Thím bà mua cho con bơ đồ bông, nguyên một dĩ bông bóng bơm đã. Còn con bóng nhỏ nhỏ là chú ba mua trà nước cái luôn. Thầy chơi tới giờ chưa hả? Sao đứa ơi có măng hả? Cầm. Ồ, dữ dằn bà. Ồ, ồ, dữ dằn. Ồ, ồ. Ôi, tiền đất ơi. Bể bông. Bể bùng. Bể bóng. Thấy ta. Bấm nữa đi. Để xe xuống rồi. Bấm đi. Bấm. Ý. Ôi, hay quá. Tiền ơi. Bấm bự nữa đi. Bấm nữa. Mày đi đúng chỗ rồi. Chung lên đúng chỗ rồi đó. Ấm nữa. Rồi tôi coi coi. Rồi. Còn cái nào không? Hết rồi. Dạng ha, không hết hồn không giật mình ha. Chui ra lấy nữa hả? Tiền đấy coi. Chui ra lấy nữa hả? Trời ơi. Đậu dép lại kìa, dép trái kìa. Ăn dép trái rồi kìa Su ơi. Trời ơi. Rồi đi lấy nữa hả? Trời ơi. Ghét kêu chú Tư luôn nha Su. Kêu chú Tư dậy đi chợ. Đi chợ cho ta à. Trời ơi. Con ghét đó sao chú Tư nghe. Chú Tư nằm đó hả? Dậy chú Tư à. Dậy đi chợ chú Tư à. Nãy con không có gian bộ Út đi. Dám chợ có gian đâu. Cái gì rồi. Vô lấy bong bóng nữa Su ơi. Bóng nào? Bóng trong nhà. Bóng trong nhà. Trong mùng xu. Nghe con giặt đồ phơi giờ nào tới đi đám cưới nữa lại đi chứ không có. Kìa kìa chú Tư kìa chú Tư kìa. Chú Tư vậy đang đi chợ. Để xe đi chợ. Để xe đi chợ bài. Để xe đi chợ chú Tư ơi. Nhà bong bóng đâu con đi lấy bong bóng rồi. Rồi lịch sử quá ta, tới nhà là bỏ dép ra. Còn chiếc nữa. Bỏ dép ra. Rồi. Đi vô. Đi vô. Coi là sáng là chủ lắc mà thấy không nào cái tinh không nhân hết rồi cái nào qua cái này nó bỏ hết trước trời. Hết rồi. Không bóng đâu. Mời cô qua mới lên kìa. Không bóng trong phòng con á. Vô phòng. Vô phòng lấy không bóng. Hả? Hả? Trời ơi. Bóng trong hộp đó đó hả? Rồi bơm tiếp về gắn vô làm sao gắn vô bơm đi chưa hả được không tự nó gắn ngay gắn giùm nó không gắn được không biết gắn Su gắn đi chỉ có người gắn giùm rồi đó kéo nó lên vô đây đã gắn nha kéo lên một gỗ bong bóng luôn đó
Trời ơi. Thím ba biết khóa chơi, thím ba mua À, hả? mua Chắc ba hai mua chắc ba dĩ một dĩ cái bóng bơm cái bơm bấm nó nè chắc hai thằng nhỏ chảnh thì thằng hai ba nó thằng cũng chảnh hai chơi. cái con xuống cái đó rồi bơm đi. Rồi bơm đi. Ôi ơi, làm cái bốc nữa chứ đâu. Cái bốc nữa chứ đâu. Nó Là bơm biết gì hả? vậy nó Biết hả? xả À, xuống biết là bơm hả? rồi. Biết hả? Đang Đang nói là cho chở 2.000 cái nào mua chơi nè. nó chụp thì ra mà đựng tỏi nữa cũng Thì được. được. Qua hai cái lỗ thừa, hai lỗ dày, hai thao. Nè cái dĩa nè, năm cái đĩa, đĩa là ghim thịt nướng không? Nhưng bán cũng 2.000, 2.000 hết à. 2.000 thôi, đũa sơ cũng 2.000. Bơm đi sâu, bơm đi. Bơm này bơm cho qua coi kìa. Hả? Này bơm cho chú Quỳnh thấy xu bơm á. Vừa bơm vừa lớn cái nó xì xuống biết ha. Sâu lắm rồi cũng 2.000. Bơm nữa bẻ cái bóc, bơm nữa bẻ cái bóc. Bơm nữa đi. Phải mua này về làm gì nè, ăn thịt nướng này thịt mẹ. Nè, Rồi, bơm nữa bẻ cái bóc, hai ngàn bơm cái nữa. nha. Bơm nữa Mua, mua năm đi. cái này. Bơm nữa bẻ cái bóc đi. Bẻ. Bẻ cái bóc. Bơm nữa, bơm nữa. Rồi nữa nữa. Bự nữa. Bơm nữa đi. Bơm nữa đi. Ơi ơi ơi. Đổ bơm giờ đó. Đổ bông đi à. Bơm cái nữa. Bơm thêm nữa đi sâu. Thêm nữa. Đây. Thêm đi. Đây. Con bơm cái nữa đi. Bơm thêm nữa đi. Bơm đi. Bơm đi. Bơm thêm cái nữa đây. Ninh thôi mà. Cái được rồi, cái được rồi, người tay con cầm đứng cái nào. Bánh Ninh không? Ăn cái đi. Nó ăn rồi, nó bỏ kìa, nó còn bỏ trong sao đi kìa, đưa cô ba đi. Đưa lại rồi, cảm ơn con, nha. Con không hết, con bỏ dưới kìa, sáng Cảm ơn con ăn nha. hai cái không hết kìa. Ba cái bánh Ninh. Ba cái bánh Ninh. Để Nó không nhân nữa nè, nó có nhân rồi không nhân nữa thì đỡ thôi. Nè, bỏ bánh mì vô gỗ đi xu. Đây. Nè, cho con nè, con cắn tiếp. Nè, cắm này vô sao. Có cái không nghiêng nhầm cao su chút nha. Xu. Giờ nghỉ thở không? Không bơm nữa hen. Không bơm nữa tắt, không quay nữa. Bơm nữa không? Không bơm nữa cô tắt ạ. À. Rồi.